2024, năm Giáp Thìn là năm hạn cuối 3 tuổi Thân Tý Thìn. Như phần trước Khải Toàn chia sẻ, các bạn nên tìm hiểu về sao hạn là gì, nhằm giảm đi sự lo lắng thái quá không đáng có. Chào các bạn trở lại. 2024, năm Thìn, 3 tuổi Thân Tý Thìn, tam tai tại Dần Mão Thìn. Đây là tam tai năm cuối. Vào năm 2025 Ất Tỵ, 3 tuổi Hợi Mão Mùi, tam tai tại Tỵ Ngọ Mùi. Vận hạn một người ảnh hưởng bởi điều gì? Có phải do phong thủy ngôi nhà đang sống, trang sức vật dụng hay dùng, người thường xuyên bên cạnh? Vâng, tất thảy những việc ấy có ảnh hưởng ít nhiều, nhất là từ trường ngôi nhà nơi ta sinh sống, nhưng chính yếu vẫn là nhân quả mỗi người đã tạo. Vận khí kém gặp năm hạn, mức độ tăng hay giảm còn tùy vào phước đức nhân duyên. Phước đức nhân duyên tùy vào quan niệm hiểu về vận hạn và đặc biệt là tạo tác trong quá khứ. Một điều khá quan trọng khi xét về vận hạn chính là phong thủy ngôi nhà nơi ta sinh sống. Phong thủy không chỉ là bài trí vật dụng hợp từ trường ngôi nhà, hợp từ trường sinh thần bát tự mỗi người. Phong thủy còn là tâm tánh hành vi những người sống trong nhà như thế nào. Một ngôi nhà hưng vượng, gia đạo an ổn cần chính những người trong đó có tâm lượng rộng lớn. Lượng lớn phước sẽ lớn. Khải Toàn chia sẻ bài với mong muốn các bạn tham khảo, trải nghiệm và tìm phương pháp tu dưỡng tâm tánh. Đó chính là phương pháp chân thiện hóa giải mọi vận hạn. Tam tai là gì? Vì sao nhiều người lo sợ? Tuổi phạm tam tai, năm Thìn, năm Tỵ là tuổi gì? Cách hóa giải như thế nào? Cúng tam tai, cách tu dưỡng tâm tánh và cách sám hối giảm nghiệp. Vì nghiệp hết phước sẽ đến, đó là những chủ đề Khải Toàn chia sẻ trong bài này. Vận hạn là có, nếu nhà Nho nói mệnh là do thiên, tức là do trời. Nhà Phật bảo mệnh là do nghiệp. Chỗ giống nhau đều khẳng định mệnh đã có từ trước, đã được định sẵn. Tuy nhiên, một bên cho là do trời định, một bên cho là do nghiệp, tức nhân quả mỗi người đã tạo tác. Nếu tin mệnh do trời ban, do đấng nào đó ban cho mình, bạn sẽ không có cơ hội thay đổi vận mệnh. Có cúng bái bao sính lễ cũng phí công vô ích. Ngược lại, nếu biết mệnh do nghiệp, nhân quả thông ba đời, biết chí tâm tu sửa ba nghiệp thân miệng ý, hoàn toàn tự mình làm chủ vận mệnh, tự mình cải tạo vận mệnh, tu tập giảm nghiệp, tự mình vun bồi phước. Khải Toàn chia sẻ bài tuổi phạm tam tai và cách hóa giải chân thiện, xin các bạn mở lòng đón nhận và tự mình kiểm chứng. Đầu tiên, tam tai là gì? Vì sao nhiều người lo sợ? Một chu kỳ 12 năm, đời người có lúc lên lúc xuống, lúc thịnh lúc suy. 3 năm tam tai, 2 năm thái tuế đã quá đủ lo lắng. Còn lo lắng thêm cả hoàng lâu, kim ốc, sao kế đô, sao thái bạch. Nếu không tìm hiểu về sao hạn, sẽ tự làm tâm mình nhiễm ô phiền não. Tam tai là ba tai họa, gồm hỏa, thủy và phong tai. Tam tai là tai họa 3 năm liên tiếp, xét theo năm sinh của mỗi người. Người xưa truyền lại, năm tam tai, năm đầu tiên phạm, không nên bắt đầu những việc trọng đại. Năm thứ hai phạm tam tai, không nên dừng việc đang tiến hành. Năm cuối hạn tam tai không nên kết thúc việc quan trọng vào đúng năm này. Liệu điều đó có đúng? Nếu theo thuyết trên, chúng ta quá lo lắng sợ sệt rồi chờ đợi hết hạn tam tai rồi đến thái tuế, hay đến các sao hạn kém, đợi mãi trong khi thời gian không chờ đợi ai. Phàm người đoan chính sẽ không e sợ trước những việc mình không làm sai. Cũng vì lý do ấy, nếu trước kia ta không gây oán, năm hạn sẽ không có việc bất trắc. Việc đầu tiên để giảm vận hạn kém là giữ đạo làm người. Tuổi phạm tam tai 2024 và 2025 là tuổi gì? Năm Giáp Thìn, 3 tuổi Thân Tý Thìn, tam tai năm cuối. Vào năm 2025 Ất Tỵ, 3 tuổi Hợi Mão Mùi, tam tai tại Tỵ Ngọ Mùi là năm hạn đầu. Như phần trên Khải Toàn chia sẻ, đừng quá lo lắng về năm hạn, nếu bạn hiểu về sao hạn như thế nào và tâm tánh mình thiện lương. Người xưa bảo, tam tai năm cuối không nên kết thúc việc quan trọng.
tam tai năm đầu không nên làm việc quan trọng. Đã là việc quan trọng, đủ duyên, đủ khả năng, lại lo sợ không làm, trừ khi việc làm không chính đáng. Mọi việc còn lại là do phước đức nhân duyên. Nếu có lo ngại hạn tam tai khi làm việc lớn, hãy cân nhắc suy tính kỹ. Làm bằng tâm chân thành, tâm thành thì việc sẽ ứng. Hạn tam tai như thế nào còn tùy vào sinh thần bát tự mỗi người. Ví dụ xét theo sinh thần bát tự, bao gồm cả năm tháng ngày giờ sinh giới tính, xem dụng thần và kỵ thần là gì. Giả dụ người sinh mùa thu dư kim thiếu mộc, năm giáp thìn có mộc không phải là năm kém. Trước kia có một bạn nam sinh năm 93, bạn thiếu kim, 3 năm tam tai của bạn ấy kiếm rất nhiều tiền dù có đôi chút trở ngại. Vì vậy, không phải năm hạn tam tai là kém, còn xét theo dụng thần mệnh khuyết. Mời các bạn tra lá số ở website Khải Toàn. Cúng tam tai 2024 và cách sám hối. 2024, năm giáp thìn là năm hạn cuối 3 tuổi thân tý thìn. Như phần trước Khải Toàn chia sẻ, các bạn nên tìm hiểu về sao hạn là gì, nhằm giảm đi sự lo lắng thái quá không đáng có. Có nhiều cách để giảm hạn. Cúng kiến là một cách về tâm linh và cho người cúng thêm phần an tâm. Theo tục lệ xưa nay, cúng tam tai vào 14 âm lịch hàng tháng. Xính lễ có những món chính như gạo, muối, hoa quả, trái cây, thêm một bộ tam sơn kèm theo tóc hoặc móng tay của người cúng, và có thể thêm cả một bộ đồ thế nam hoặc đồ thế nữ. Sau buổi cúng, mang tóc móng tay của người cúng ra ngã ba ngã tư vứt bỏ đi, đi thẳng một mạch, không quay đầu nhìn lại. Văn tự cúng khai báo họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư ngụ cụ thể. Khẩn cầu chư vị thần linh phù hộ độ trì tai qua nạn khỏi. Đó là phong tục cúng xưa nay. Tuy nhiên trong thực tế, phương pháp cách thức có thể khác nhau tùy vùng miền và tâm tánh người cúng. Khải Toàn khuyến nghị chư vị nên cúng chay. Đừng vì tế lễ thần mà gây oán sát sanh. Oán nên giải, không nên kết. Xính lễ là hình thức, tâm thành là nhất. Vì năm hạn là quả của quá khứ. Nếu trước kia không tạo ba nghiệp bất thiện, đến năm hạn cúng thanh tịnh trong tâm thành không sát sanh, không chỉ thần Phật gia hộ, còn được cả những vị hộ pháp bảo hộ. Chư vị có thể thay tam sơn đồ cúng bằng tam sơn đồ chay giống như tam sơn, không sao cả, tâm thành việc sẽ ứng. Giả dụ nếu xưa kia tạo nghiệp bất thiện, nay hãy thành tâm sám hối. Thành tâm sám hối là phương pháp tiêu trừ nghiệp tội, xin tất thảy những oán gia trái chủ, rộng tình thứ lỗi gây ra, không còn theo con trong vòng luân hồi nữa. Cách sám hối giảm nghiệp như thế nào? Nhân có gần có xa, nhân thành quả rồi quả lại thành nhân. Không có nhân không thể có quả. Mong muốn năm hạn an ổn, từ bây giờ không tạo ba nghiệp bất thiện. Trước kia, dù vô tình hay cố ý tạo ba nghiệp bất thiện, từ thân, miệng, ý, nay chí tâm sám hối, tiêu trừ nghiệp tội, quản kết thiện duyên, tự mình chuyển nghiệp, đến năm hạn năm hung, mọi sự an ổn. Các bạn có thể tìm trên mạng những trang về kinh sám hối. Tuy nhiên, cần thấu hiểu và tâm chân thành. Nếu không hiểu, tâm không thành, hoàn toàn không tác dụng. Ví như một đứa trẻ học thuộc bài hát mà không hiểu lời. Vì thế, tâm chân thành và thông đạt là điều kiện tiên quyết. Ví dụ, bài sám hối đơn giản này, đọc mỗi ngày 3 lần trong 3 tháng đến 1 năm, nghiệp giảm phước sẽ đến. Này con xin thành tâm sám hối, con trước nay đã vô tình hay cố ý gây tổn hại đến chúng sinh, gây tổn hại đến những oán gia trái chủ. Nay con thành tâm, xin tất thảy những chư vị rộng tình lượng thứ, mong những sinh linh tìm đường về cõi lành, không còn theo con trong vòng luân hồi nữa. Con phát nguyện tu ba nghiệp lành, phát tâm làm lành. Trước là sám hối tiêu trừ nghiệp tội, sau là quản kết thiện duyên với bậc thiện tri thức, gia tăng niềm tin, giảm nghiệp tăng phước. Cách hóa giải tam tai chân thiện. Năm giáp thìn, năm cuối của 3 tuổi thân tý thìn hạn tam tai. Khi vào 2025 năm Ất Tỵ, 3 tuổi hợi mão mùi tam tai tại tỵ ngọ mùi. Như phần trên Khải Toàn chia sẻ,
vận hạn xoay vần nặng nhẹ tùy theo phước đức nhân duyên. Các bạn có thể cúng kiến giảm hạn. Việc cúng kiến chỉ có thể giảm hạn, không thể giải hạn. Cúng kiến giảm sát sanh và tâm chân thành, tâm khấn xin chân thành và cả sám hối, cầu xin những chúng sinh ta đã vô tình tổn hại rộng tình bỏ qua. Ngoài cúng kiến có thể giảm vật phẩm giảm hạn tam tai, hoặc chính bản thân mỗi người chọn một vật dụng thường xuyên bên mình, đặt lên bàn thờ trong nhà, ngày ngày khấn nguyện những điều lành liên tục trong 7 ngày, gia tăng năng lượng lành vào chính đồ vật ấy. Trên là những cách giảm tam tai chân thiện Khải Toàn chia sẻ. Có thể cúng kiến nhưng nhất định phải sám hối, thỉnh đồ vật trợ theo mệnh khuyết của mình mang theo bên mình. Những cách trên, trước là giảm hạn, sau là không tạo nghiệp bất thiện, không tạo thêm nghiệp bất thiện mới, để mai sau không nhận lại quả không tốt. Những việc trước kia ta làm, ta mắc phải, chắc chắn sẽ hồi báo. Quả báo như thế nào còn tùy vào vận khí ở hiện tại. Giả dụ trước kia ta tạo một nhân tốt, một nhân không tốt. 3 năm sau, nếu ta sống chân thiện, nhân tốt đã trổ quả, nhân bất thiện tạm đóng băng. Vì có thể nếu có trổ quả cũng không thể tổn hại ta, vì hiện tại ta sống chân thiện, đang vượng khí, xung quanh đã có nhiều quý nhân. Tuy nhiên khi tâm bất thiện, vận khí suy, những nhân bất thiện sẽ hồi báo. Ví như một người xưa kia đang đương chức, dù có người thù ghét cũng không dám động chạm, nay hết chức hết quyền, họ sẽ báo oán. Vì vậy oán nên giải, không nên kết. Tu dưỡng tâm tánh như thế nào? Tu dưỡng tâm tánh là hạt giống hóa giải mọi vận hạn kém. Không tu dưỡng tâm tánh, chúng ta sẽ sống theo vòng vận mệnh trong sinh thần bát tự. Vì sao? Vì con người chúng ta bị âm dương chi phối, bị nóng lạnh, nắng mưa, ngày đêm, sướng khổ, được mất chi phối và khống chế. Dù có cúng kiến hay phong thủy kiểu gì cũng sẽ gặp nhân quả báo ứng trước kia. Hiểu được lý nhân quả, chúng ta quyết tâm cải tạo vận mệnh, tu sửa 3 nghiệp thân miệng ý thông qua nghe giảng kinh và hành thiền. 12 trang bộ lịch Ngày Lành Mặt Sau, Khải Toàn dành nhiều tâm tư để chia sẻ phương pháp cải tạo vận mệnh. Bạn có duyên tự mình dụng công, nghiệp hết phước sẽ đến. Để quyết tâm tu sửa tâm tánh, chúng ta cần đoạn nghi sanh tính. Hết nghi ngờ mới sanh niềm tin. Niềm tin thiện, từ trường sẽ tốt lành, là báo vật thay đổi vận mệnh. Để hết nghi sanh tính, cần phương pháp phương tiện, cần thời gian hành trì. Nghe vài bộ kinh, 1 đến 2 bộ kinh, nghe giảng kinh trong vài năm. Nghe giảng kinh và hành thiền là phương tiện giúp tâm an trí sáng. Mở lòng tu pháp bố thí, khi đủ công phu, điều kỳ diệu sẽ xuất hiện. Nấc thang đầu tiên giảm nghiệp thêm phước là gì? Là không thấy lỗi người. Còn thấy lỗi người thì không thấy lỗi mình. Còn thấy lỗi người thì nghiệp không tiêu, phước không đến. Đừng để lỗi lầm của người trong tâm rồi lại nói cho người khác. Từ trong tâm phát ra khẩu, không vừa ý sanh sân giận, lại tạo 3 nghiệp bất thiện. Bạn phải hạ công phu để bước lên nấc thang đầu tiên, không thấy lỗi người. Điều này nghe có vẻ dễ nhưng kỳ thật không dễ. Nhất là người không có người thầy dẫn lối, không có thiện tri thức dẫn đường, xung quanh lại toàn ma chướng. Để không thấy lỗi người, Khải Toàn chân thành khuyên các bạn tìm hiểu và tu hạnh Bồ Tát. 6 hạnh Bồ Tát. Thành tựu được 3 pháp tu đầu của 6 pháp tu hạnh Bồ Tát, bạn sẽ dễ dàng bước lên nấc thang đầu tiên. Chịu khó nghe đến hết bài, Khải Toàn tin rằng bạn đang chí tâm tìm phương pháp lành để thay đổi vận mệnh. Mời các bạn xem video diễn giải 12 trang mặt sau của bộ lịch Ngày Lành về phương pháp cải tạo vận mệnh. Khải Toàn cảm ơn cả nhà đã xem, chúc cả nhà tâm thân an lạc.